tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ tập 101. Sau khi bị Tiểu Hồng đập trong một trận thừa sống thiếu chết, tên kia liền gọi sai chủ nhân để cứu mạng. Phò tử bên trong phòng liền động thủ, đám người Thạch Hạo lập tức bị đẩy lùi. Khả Tà nhanh chóng bước ra ngoài, mỗi một bước chân đều khiến mặt đất chấn động. Tên này được gọi là Lưu Kim Thần Tượng, khá không quên khen ngợi nam chính đúng là khó lường. Thạch Hạo hỏi thầm có phải hắn là chủ nhân của con rắn kia không? Tiểu Hồng cũng mỉa mày, sàn trận thế rất lớn, thì sai chỉ là tên quái vật tượng sáp. Cô lập tức phóng về phía hắn vài luồng kinh lực. Tên này giơ một ngón tay ngăn cản, sau đó phản công ngược lại và như không làm gì được Tiểu Hồng. Tên kia lên tiếng, nghe nói Thạch Hạo là người có thiên tư siêu phàm, dù ở thượng giới cũng gọi là thiên tài. Đáng tiếc hôm nay phải chết ở đây thôi. Thạch Hạo thì cho rằng hạ giới sẽ không còn thần nữa. Coi trạng thái của hắn thì hình như không phải mới đốt lên thần hỏa, có nghĩa rằng hắn ta đến từ thượng giới. Hắn thừa nhận là mình nhận lệnh chủ nhân thiên quốc đến hạ giới lấy mạng cậu. Nhớ lại lời của Liễu Thần, sau trận chiến phong thần, con đường liên thông thượng giới và hạ giới sẽ bị cắt đứt. Muốn xuống hoặc đi lên là không được nữa, chỉ có thể chờ đợi sau 5 tháng dài đằng đẵng. Điều này làm cho cậu thắc mắc tại sao tên này lại xuống đây được. Nếu như xuống đây mà không phải tự tắt thần hỏa thì cũng không phải chuyện gì tốt cho sinh linh bát vực. Cậu lên tiếng hỏi thăm, tên kia không muốn nói, Thạch Hạo cũng không cưỡng ép, nếu đã không nói thì thôi, chỉ cần có cách vượt qua hai giới thì sớm muộn cậu cũng sẽ đánh tới thượng giới, đánh bay cái gọi là thiên quốc kia. Lời này làm cho tên kia phẫn nộ, gã cho biết không phải chỉ một mình thế lực mà toàn bộ các thế lực lớn. Chúng chủ cổ giáo đều quyết định muốn tiêu diệt cậu, ngay cả hắn muốn hạ giới cũng không dễ dàng. Hỏi thăm không được kết quả như ý muốn, cậu liền quay sang đe dọa tên phi mãng nhằm khai thác thông tin. Bây giờ hắn đã không có cách nào lên thượng giới nữa, mà cậu thì chắc chắn không thể để cho hắn tiếp tục làm hại nhân gian, cho nên phải tiêu diệt. Hắn ta hoảng hốt, không còn cách nào khác là phải tiết lộ. Hắn nói rõ lý do vì sao những cô giáo đó lại muốn đối phó Thạch Hậu. Bởi vì cậu mà ma quỷ viên có một cường giả đã nhắm thần hỏa phải bỏ mạng. Ngay cả minh chủ cũng hao tổn một vị hậu nhân thích nhất. Lưu Kim Thần Tượng nghe vậy, liền tức giận tung chiêu về phía phi mãng giết chết hắn ngay tại chỗ. Tới nước này rồi, hắn tài cho biết, chủ nhân Minh Thổ, cự đầu ma quỷ viên và chủ nhân thiên quốc đồng thời ra tay, không tiếc tiêu hao vài cái linh thần và rất nhiều thiên tài địa bảo mới mở ra được một khe hở hư không để đưa hắn tới đây. Thạch Hồng nghe về cũng thở phào, bọn chúng trả cái giá thật lớn thì hạ giới càng an toàn. Lao lực như vậy hình như xuống đây cũng chỉ là một đạo ý chí. Nếu là như vậy thì sau này cậu muốn lên thượng giới, e là cũng có chút phiền phức. Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa thấy Hỗn Thiên Hầu hay bất cứ binh lính nào có mặt, như vậy bọn họ nhất định phải có mai phục. Cô giao tiền tượng thần này cho Tiêu Hồng và Mao Cầu, đồng thời giao cho hai người vũ khí. Đối mặt với tên kia chắc không vấn đề gì. Cô lên tiếng khiêu khích, hắn ta lập tức động thủ, thân hình lập tức biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, tung một đòn cực mạnh xuống đất. Cũng may là cậu nhanh chân tránh né. Tiêu Hồng được lệnh tấn công, nàng ta lao lên không trung rồi phóng xuống bên dưới rất nhiều quả cầu lửa. Tên kia cũng không khách khí nữa, hắn ngưng tụ ra một cánh tay khổng lồ, hướng thẳng đến vị trí của Tiểu Hồng. Thạch Hạo nhận ra đây là đạo pháp của Ngưng Kim Môn, như vậy tên này xuất thân từ Ngưng Kim Môn. Lão thừa nhận điều đó, chỉ là sau khi gia nhập Thiên Quốc thì lại có biến hóa mạnh hơn. Cánh tay của hắn nhanh chóng xuất hiện bao trùm trước mặt Tiểu Hồng, định một trường phân thắng bại thì một thanh trường kích xuất hiện chém tan cánh tay đó. Hung thủ làm chuyện này không ai khác chính là Mao Cầu. Nhìn thấy có người hỗ trợ, hắn ta phải bộc phát ra thần thông thiên thủ. Sau khi ngừng chiều, một cái bóng hình bằng thực thể khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Tiêu Hồng lấy ra thanh kiếm, nhìn thứ vũ khí này, tên kia liền bất ngờ. Đây chính là vũ khí của chân thần và là bảo vật trấn quốc của Thạch Quốc. Bây giờ Tiêu Hồng và Mao Cầu đều bị dẫn ra rồi, nên kẻ tính kế thực sự có lẽ sẽ hành động nhanh thôi. Tiêu Hồng và Mao Cầu nhanh chóng tấn công, với những đòn công kích đều bị chặn lại. Hắn ta huyễn hóa ra rất nhiều cánh tay, những cánh tay này liên tục tấn công dồn dập. Dù đã rất cố gắng tránh né, vậy nhưng cả hai vẫn bị ăn đòn. Thạch Hạo nhắc nhở không cần phải nhảy với những cánh tay huyễn hoa đó, tấn công bản thể sẽ phá địch dễ dàng hơn. Tiêu Hồng chủ động tấn công nhằm đánh lạc hướng. Mao Cầu sẽ nhân cơ hội tiếp cận pháp thuật của tên kia. Tiêu Hồng phóng ra một quả cầu lửa thẳng mặt tượng thần khiến cho hắn bị phân tâm. Mao Cầu nhân cơ hội đó vùng trần quốc thần kích phá tan pháp thân của hắn, khiến hắn bị thương không hề nhẹ. Tức giận vì bị thương, Lưu Kim tượng thần tiếp tục tung ra thần thông đó là bất diệt. Thạch Hạo yêu cầu Tiêu Hồng và Mao Cầu nhìn lúc này dụ tên kia ra xa. Kẻ tính kế phía sau quá cẩn thận, cậu phải dùng chính bản thân mình làm mồi dụ hắn ra mặt. Giờ có mặt hai đại hùng thú ở đây nên tên đầu sỏ chắc không dám. Hai người nhanh chóng tấn công, sau đó giả vờ bị trọng thương bỏ chạy. Tên kia thấy vậy đuổi theo, như vậy là kế hoạch đã thành công bước đầu tiên. Chuyện kế tiếp là làm cho tên đầu sỏ kia nôn nóng ra tay.
Cậu lên tiếng giả vờ sẽ đi qua hỗ trợ Tiểu Hồng và Mao Cầu. Vừa mới cất bước được một đoạn thì Hỗn Thiên Hầu đã xuất hiện. Lão yêu cầu cậu đừng đi đâu cả, hãy cứ ở lại đây đi. Đại kiếp đã qua, luôn nói thế gian không còn thần, nhưng lão không ngờ ngay bên cạnh cậu còn có hai hùng thú linh cầm đã đốt lên thần hỏa. Dường như đã nằm trong dự đoán, Thạch Hạo không quá bất ngờ, thậm chí còn tỏ ra thất vọng. Cậu không biết là lão sẽ đến, chỉ hy vọng là lão ta không nên xuất hiện. Thì ra lúc ở trong đại điện, Thạch Hạo không cho Thạch Thanh Phong nói chuyện là sợ lộ bí mật. Ngay sau đó, cậu lại dùng truyền âm nói chuyện riêng tư với hắn. Những gì mà Hỗn Thiên Hầu nói có chút khác với vết tích của chúng ta nhìn thấy. Đây chỉ là phụ, mỗi chút là con thôn thiên tước kia. Tuy tàn nhẫn xảo trá vậy nhưng lại ngang ngược vô cùng. Lúc thôn phệ sao lại trùng hợp như vậy, lại còn dùng cửa thành làm hạn định. Hơn nữa, người sống sót qua chuyện này cũng chỉ có Hỗn Thiên Hầu, nhân chứng vật chứng đều không đủ. Cậu cho biết kể từ đó mình vẫn chưa hoài nghi lão mà vẫn ôm một tia hy vọng là lão bị người khác ép buộc phải làm chuyện đó. Vậy nhưng bây giờ vừa hiện thân thì cậu liền biết đó không phải là như vậy. Cậu biết chính lão là kẻ đầu sỏ. Thân hình Thạch Hạo lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Hỗn Thiên Hầu. Rồi tiếp tục hỏi thầm có phải lão cũng giống như con mãng xà bay kia là đang dùng sinh hồn để tu luyện. Hỗn Thiên Hầu không trả lời, ánh mắt toàn một màu đỏ rực. Thạch Hạo vô cùng phẫn nộ. Không ngờ lão lại nhẫn tâm để ngàn vạn sinh linh chôn cùng, bọn họ đều là con dân Thạch Quốc, thậm chí là đồng bào, chiến hữu của lão. Hỗn Thiên Hầu nghe vậy vẫn kiên quyết, có một số việc làm thì vẫn làm rồi, bản thân lão không hối hận. Thạch Hạo cho biết thêm, dưới sự đề cử của chiến vương, băng cừu và một đám người, cô vốn định truyền vị cho lão. Hỗn Thiên Hầu cũng bất ngờ vì chuyện này, vậy nhưng lão nhanh chóng lấy lại tinh thần và nổi lòng tham, còn cho rằng như vậy là rất tốt, sau khi Thạch Hạo băng hò thì lão sẽ lên kế thừa đại nghiệp. Để lúc đó, Thạch Quốc dưới sự thống trị của lão sẽ trở thành thần quốc trên mặt đất, xưng tôn bát vực. Còn mình thì cũng sẽ mở ra một tòa bảo tàng khác, triệt để nắm giữ Chu Thiên Thần Tàng. Thạch Hạo thì tỏ ra đáng tiếc vì lão không đợi được ngày đó rồi. Như lời đã nói trước đó, kẻ nào làm hại con dân Thạch Quốc thì sẽ phải để chúng nợ máu phải trả bằng máu. Hỗn Thiên Hầu không chút e ngại, bây giờ hai vị cường giả nhóm thần hỏa bên cạnh cậu đều bị điều đi rồi. Cậu thực sự vẫn nghĩ rằng mình còn có thể chiến thắng hay sao? Dứt lời toàn thân liền bộc phát sát khí, đồng thời lấy ra thanh kiếm tấn công Thạch Hạo. Thanh kiếm trên tay lão tỏa ra sát khí nồng đậm, nó được gọi là huyết ma xích, bây giờ đã được sửa lại. Thạch Hạo nghe vậy liền hiểu ra, thì ra là lão ta bị ma xích xâm nhập mê hoặc. Tuy nhiên lão lại phủ nhận điều đó, phải nói là mình may mắn nhận được cơ huyên lớn trời cho này mới đúng. Lão nhanh chóng tung chiêu, phóng về phía Thạch Hạo một luồng kiếm khí, uy lực rất mạnh, Thạch Hạo bị đẩy lui về sau. Sau đó cậu lao lên không trung xuất ra bảo thuật rồi cùng nhau lao xuống bên dưới. Lão ta cũng giơ kiếm ngưng tụ trưởng thức, hai bên nhanh chóng lao vào nhau, va chạm tạo thành một vụ nổ lớn. Ở trên tuyến khác, Mao Cầu nhờ vào chân thần pháp khí nên đã áp đảo được Lưu Kim Tượng Thần. Đã vậy, còn có sự trợ giúp của Tiểu Hồng, tiền kỳ nhanh chóng bị vạn kiếm xuyên người và tàn sát. Về phía bên này, trận chiến vẫn rất kịch liệt, thực lực của lão ta có thể đánh ngang tay với Thạch Hậu. Tiểu Hồng nhận ra cái giao chiến thực sự không phải là Hỗn Thiên Hầu mà là thanh huyết ma xích đó. Bên trong thanh kiếm có phong ấn một ma thần, dường như đang có ý đồ muốn thoát khỏi giam cầm. Nếu thực sự để hắn đạt được ý đồ thì sẽ có phiền phức lớn. Đột nhiên giọng nói của tượng thần vang lên, tưởng là hắn ta xuống đất mẹ rồi, vậy nhưng mà vẫn chưa. Thân thể hắn từ từ ngừng tụ lại thành hình dạng ban đầu. Sau đó sử dụng ra tuyệt chiêu nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, rồi lao đến tấn công Tiểu Hồng và Mao Cầu. Bên này Hỗn Thiên Hầu cũng tuyên bố, nếu Thạch Hạo đã tới đây rồi thì đừng hòng rời khỏi Tây Cường nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây chịu chết đi. Nói xong lão ta cũng thi triển thần thông, bầu trời nổi sấm sét đỏ rực, chiếu sáng cả vùng trời. Linh khí thiên địa từ dưới đất cũng bay lên cộng hưởng. Ngay sau đó một thành màu khổng lồ được triệu hoán ra ngoài. Cậu nhận ra đây chính là nguyền rủa chi màu, sinh linh chết oan, oán niệm đều bị giam lại trong pháp khí. Hỗn Thiên Hầu điên cuồng, 10 vạn oan hồn là tiểu thành, 100 vạn oan hồn là đại thành, mà cây màu này đã thu ngàn vạn oan hồn oán khí, cậu có muốn nếm thử không? Tuy nhiên, còn chưa kịp để cho Thạch Hạo trả lời thì lão ta đã vung tay điều khiển thanh màu tấn công. Còn chưa biết kết quả như thế nào thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Thạch Hạo sẽ đối phó như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!